Chào tất cả các em. Tiết tập làm văn hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập về tả đồ vật. Các em hãy mở sách tiếng Việt lớp 5 tập 2, trang 63-64, đọc bài văn Cái áo của ba. Đọc xong bài văn, các em hãy thực hiện hai yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất, tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài. Yêu cầu thứ hai, tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa có trong bài văn. Xong bài văn Cái áo của ba. Bài văn miêu tả cái áo của một bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của người cha đã hy sinh. Bài văn Cái áo của ba có 3 phần. Mở bài từ tôi có cho đến màu cỏ úa. Thân bài từ chiếc áo sờn vai đến chiếc áo quân phục cũ của ba. Kết bài phần còn lại. Ở phần mở bài, tác giả giới thiệu chiếc áo sơ mi màu cỏ úa. Ở phần thân bài, tác giả tả bao quát cái áo xinh xinh trông rất oắt. Sau đó tác giả đi vào tả chi tiết những đường khâu, hàng khuy, cổ áo, cầu vai, măng sét, công dụng của cái áo, tình cảm đối với cái áo. Ở phần kết bài, nội dung nêu chiếc áo cũ đã trở thành kỷ vật của gia đình. Thể loại văn miêu tả đồ vật các em đã học ở chương trình lớp 4. Cũng giống như các thể loại văn khác, bài văn miêu tả đồ vật cũng có 3 phần. Thứ nhất, mở bài. Thứ hai, thân bài. Và phần thứ ba là kết bài. Mở bài, các bạn sẽ có hai kiểu mở bài. Kiểu mở bài trực tiếp hoặc kiểu gián tiếp. Phần thân bài, các bạn phải trình bày được những nội dung tả bao quát toàn bộ đồ vật, tả chi tiết các bộ phận có đặc điểm nổi bật. Phần kết bài, các bạn có thể làm kết bài theo kiểu không mở rộng hoặc kết bài theo kiểu mở rộng. So sánh và nhân hóa có trong bài văn. Hình ảnh so sánh. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh, cái cổ áo như hai cái lá non, cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thật sự. Mặc áo vào tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi. Tôi như được tựa, như được dựa vào lòng ngực ấm áp của ba. Tôi chững chạc như một anh lính tí hon. Hình ảnh nhân hóa, người bạn đồng hành quý báu, cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Em cần chú ý, quan sát đồ vật theo trình tự hợp lý, sử dụng nhiều cách khác nhau như mắt nhìn, tai nghe, tay sờ để phát hiện đặc điểm riêng nổi bật, để phân biệt đồ vật này với đồ vật khác. Thứ hai, các em cần lưu ý, khi miêu tả đồ vật, có thể sử dụng biện pháp nhân hóa và so sánh để bài văn sinh động, hấp dẫn. Sau đây, cô chốt lại với các em cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật. Bài văn miêu tả đồ vật gồm có 3 phần. 1. Mở bài, giới thiệu đồ vật định tả. 2. Thân bài, tả bao quát toàn bộ đồ vật, tả các chi tiết nổi bật của đồ vật. Sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa để cho đồ vật sống động gần gũi. 3. Kết bài, nêu cảm nghĩ của mình về đồ vật. Làm bài tập số 2, trang 64 vào vở. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu, tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. Các bạn lưu ý, với đề bài này các bạn cần chọn đồ vật tả là đồ vật gì. Lưu ý cần chọn nữa đó là các bạn chọn tả hình dáng hay công dụng của đồ vật đó. Lưu ý khi viết đoạn văn các bạn phải viết câu mở đoạn, nội dung miêu tả, cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa trong đoạn văn viết.
Sau đây cô giới thiệu với các bạn một đoạn văn mẫu miêu tả hình dáng chiếc xe đạp. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô mong rằng tất cả các bạn đều tập viết được cho mình một đoạn văn. Ở tiết học sau, các bạn chuẩn bị lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây.